Ban Tuyên giáo Trung ương vừa phát động cuộc thi trực tuyến Quân đội Nhân dân Việt Nam 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành trên trang thông tin điện tử tổng hợp báo cáo viên.vn. Hình thức thi là trả lời câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến, có nội dung về chủ trương đường lối, nghị quyết của Đảng về Quân đội Nhân dân Việt Nam, chặng đường 80 năm vẻ vang xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Cuộc thi được tổ chức từ ngày 22 tháng 11 năm 2024 đến ngày 13 tháng 12 năm 2024. Kết thúc mỗi tuần thi, ban tổ chức sẽ công bố kết quả của các cá nhân đạt giải trên trang thông tin điện tử tổng hợp báo cáo viên.